Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình môn Toán lớp 2 sách cánh diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn Toán lớp 2 sách cánh diều. Trang 24-25. Bài bảng cộng có nhớ trong phạm vi 20. Rồi đầu tiên mời các em chúng ta cùng quan sát bảng cộng có nhớ trong phạm vi 20. Đầu tiên là các phép tính thứ nhất ở mỗi cột chúng ta nối với nhau. Tương tự là các phép tính thứ hai các em cũng nối với nhau. Các phép tính thứ ba, các phép tính thứ tư, các phép tính thứ năm, các phép tính thứ sáu, các phép tính thứ bảy ở mỗi cột các em cũng nối với nhau. Các phép tính được nối với nhau là các phép tính có cùng một kết quả. Đầu tiên là các phép tính thứ nhất ở mỗi cột. Thì các em chỉ cần thực hiện phép tính đại diện, đó là phép tính 9 cộng 2. Vậy 9 cộng 2 bằng bao nhiêu? Các em biết là 9 cộng với mấy thì bằng 10? 9 cộng với 1 bằng 10. Số 1 này được lấy ở đâu? Số 1 này được bớt ra từ số 2. Số 2 sau khi bớt đi 1 thì còn lại là 1. Như vậy đến đây thì các em thực hiện phép tính rất là dễ dàng. 9 cộng 1 bằng 10. 10 cộng 1 thì bằng 11. Như vậy là các phép tính thứ nhất ở mỗi cột đều có kết quả bằng 11. Tiếp theo các em sang các phép tính thứ hai ở mỗi cột. Thì ở đây các em chỉ cần thực hiện một phép tính đại diện, đó là phép tính 9 cộng 3. 9 cộng 3 bằng bao nhiêu? Các em biết là 9 cộng 1 thì bằng 10. Số 1 này được bớt ra từ số 3. 3 bớt đi 1 còn 2. Đúng không? 9 cộng 1 thì bằng 10. Như vậy là 9 cộng 3 bằng 12. Các phép tính thứ hai ở mỗi cột đều có tổng bằng 12. Tương tự sang các phép tính thứ ba. Thì các em chỉ cần thực hiện phép tính đại diện, đó là 9 cộng 4. 9 cộng 1 bằng 10. Số 1 được bớt ra từ số 4. 4 bớt đi 1 thì còn 3. 9 cộng 1 thì bằng 10. Như vậy là 9 cộng 4 bằng 13. Rồi tương tự sang các phép tính thứ 4 ở mỗi cột. Các em chỉ cần thực hiện phép tính đại diện, đó là 9 cộng 5. 9 cộng 1 bằng 10. Số 1 được bớt ra từ số 5. Số 5 bớt đi 1 thì còn là 4. Rồi 9 cộng 1 bằng 10. Như vậy là 9 cộng 5 bằng 14. Rồi như vậy là các phép tính thứ 4 ở mỗi cột đều có tổng bằng 14. Tiếp theo các em sang các phép tính thứ 5. Và các em lấy phép tính đại diện là 9 cộng 6. 9 cộng 1 bằng 10. Số 1 này được bớt ra từ số 6. 6 bớt đi 1 thì bằng 5. 9 cộng 1 thì bằng 10. Như vậy là 9 cộng 6 thì bằng 15. Tương tự là 9 cộng 7. 9 cộng 7. 9 cộng 1 bằng 10. Số 7 này, 1 được bớt ra từ 7. 7 bớt đi 1 còn 6. 9 cộng 1 bằng 10. Như vậy là 9 cộng 7 bằng 16. Tiếp theo là 9 cộng 8. 9 cộng 1 bằng 10. Số 1 được
bớt ra từ số 8. 8 bớt đi 1 còn 7. 9 cộng 1 bằng 10. Như vậy là 9 cộng 8 thì bằng 17. Rồi 9 cộng 9, các em biết là 9 cộng 1 bằng 10. Số 1 được bớt ra từ số 9 thứ 2. Số 9 thứ 2 sau khi bớt đi 1 thì còn lại là 8. Rồi 9 cộng 1 bằng 10. Như vậy là 9 cộng với 9 thì bằng 18. Rồi như vậy là các phép tính thứ nhất ở mỗi cột đều có tổng là 11. Các phép tính thứ hai có tổng là 12. Các phép tính thứ ba có tổng là 13. Các phép tính thứ tư có tổng là 14. Các phép tính thứ năm có tổng là 15. Các phép tính thứ sáu có tổng là 16. Các phép tính thứ bảy có tổng là 17. Và còn lại là phép tính thứ 8 có tổng là 18. Rồi tiếp theo, chúng ta vào phần bài tập. Bài tập số 1 là tính nhẩm. Câu A là 6 cộng 5. 6 cộng 5 bằng bao nhiêu? 8 cộng 8 bằng bao nhiêu? Thì ở đây người ta yêu cầu các em tính nhẩm. Nhưng trước khi tính nhẩm thì thầy giáo giới thiệu với các em cách tính các phép tính này dựa vào bảng cộng có nhớ trong phạm vi 20. Đầu tiên là các em thực hiện phép tính 6 cộng 5. Thì các em sẽ tìm xem là phép tính nào là phép tính 6 cộng 5. Đây là phép tính 6 cộng 5. Thì 6 cộng 5 nó nằm trên đường thẳng thứ nhất, đúng không? Chúng ta có là phép tính 6 cộng 5 nó nằm trên đường thẳng thứ nhất. Rồi các phép tính nằm trên đường thẳng này có tổng là 11. Như vậy là 6 cộng 5 bằng 11. Rất là dễ. Tương tự phép tính 8 cộng 8. Các em quan sát xem là phép tính 8 cộng 8 nó nằm trên đường thẳng nào. 8 cộng 8. Rồi, nó nằm trên đường thẳng của các phép tính có tổng là 16. Đúng không? Như vậy là 8 cộng 8 bằng 16. Đây là cách các em thực hiện các phép tính dựa vào bảng cộng có nhớ trong phạm vi 20. Còn ở đây người ta yêu cầu các em tính nhẩm thì các em sẽ tính nhẩm, không cần phải sử dụng bảng. Rồi trước khi tính nhẩm thì thầy giáo sẽ nhắc lại và luôn nhắc các em là phải nắm được các phép tính này. Các phép tính có tổng là 10. Bởi vì các phép tính này rất là quan trọng. 9 cộng 1 bằng 10. 8 cộng 2 bằng 10. 7 cộng 3 bằng 10. 6 cộng 4 bằng 10. 5 cộng 5 bằng 10. Rồi các em nhớ nhá. 9 cộng 1 bằng 10 này. Thì 1 cộng 9 cũng bằng 10. 8 cộng 2 bằng 10. Thì 2 cộng 8 cũng bằng 10. Tương tự 7 cộng 3, 3 cộng 7 bằng 10. 6 cộng 4, 4 cộng 6 bằng 10. Và 5 cộng 5 bằng 10. Rồi các em có thể vận dụng các phép tính này để các em tính nhẩm nha. Đầu tiên là phép tính 6 cộng 5. 6 cộng 5 thì các em lấy số lớn là số 6. Các em lấy số lớn là số 6 để các em nhẩm. Các em thấy này, 6 cộng với 4 thì bằng 10. Đúng không? 6 cộng với 4 thì bằng 10. Số 4 này được lấy ở đâu? Số 4 này được bớt ra từ số 5. Số 5 sau khi bớt đi 4 thì còn lại là 1. Như vậy là 6 cộng 5 bằng 11, rất là nhanh. 8 cộng 8 thì sao? Các em lấy số 8 thứ nhất này. 8 cộng với 2 thì bằng 10.
Được chưa? 8 cộng 2 thì bằng 10. Tức là hàng chục là 1 đấy. Số 2 này được lấy ở đâu? Số 2 này được bớt ra từ số 8. Được bớt ra từ số 8 thứ 2. Số 8 sau khi bớt đi 2 thì còn lại là 6. 8 trừ 2 bằng 6, đúng không? Rồi như vậy là 8 cộng cộng 8 thì bằng bằng 16. 9 cộng 4. 9 cộng 4. Các em biết là 9 cộng 1 bằng 10. Số 1 này được lấy ở đâu? Số 1 này được bớt ra từ số 4 này, đúng không? 4 bớt đi 1 thì còn 3. Như vậy là 9 cộng 4 bằng 13. 7 cộng 7. 7 cộng 7, các em lấy số 7 thứ nhất. Các em cộng với 3 bằng 10. Số 3 này được lấy ở đâu? Số 3 này được bớt ra từ số 7 thứ 2. Số 7 thứ 2 sau khi bớt đi 3 thì còn lại là 4. Như vậy là 7 cộng 7 bằng 14. Rồi 7 cộng 9. 7 cộng 9 thì số 7 và số 9 này, các em chọn số lớn để các em nhẩm cho nó dễ. Số lớn là số 9 nha. 9 cộng 1 thì bằng 10. Số 1 này được lấy ở đâu? Được lấy từ số 7. Số 7 bớt đi 1 thì còn lại là 6. Như vậy là 7 cộng 9 bằng 16. 6 cộng 9 thì sao? Các em chọn số lớn để các em nhẩm. Các em chọn số 9. 9 cộng 1 bằng 10. 9 cộng 1 bằng 10. Số 1 được lấy ở đâu? Được lấy từ số 6 này. Số 1 được lấy từ số 6. 6 bớt đi 1 cho 9 thì còn lại là 5 thôi. Như vậy là 6 cộng 9 bằng 15. Tiếp theo các em sang câu B là 8 cộng 3. 8 cộng 3 nha. Rồi trước hết là các em cũng cần phải ghi nhớ những phép tính này cho thầy giáo. 8 cộng 3. Ở đây các em biết 8 cộng mấy bằng 10? 8 cộng 2 bằng 10. Được chưa? 8 cộng 2 bằng 10. Số 2 này được lấy ở đâu? Số 2 này được bớt ra từ số 3. 3 bớt đi 2 thì còn 1. Tức là 3 trừ 2 bằng 1 đấy. Như vậy là 8 cộng 3 bằng 11. 3 cộng 8 thì các em làm tương tự thôi. Các em cũng chọn số lớn là 8 để các em nhẩm, đúng không? Như vậy là 3 cộng 8 cũng bằng 11. Các em nhớ nhé, khi đổi vị trí của hai số hạng cho nhau thì tổng của nó không thay đổi. 8 cộng 3 hay là 3 cộng 8 thì đều bằng 11. Tiếp theo là 7 cộng 6. 7 cộng 6 thì các em chọn số lớn là số 7 để các em nhẩm. Ở đây các em biết là 7 cộng 3 bằng 10. Số 3 này được bớt ra từ số 6. 6 trừ 3 bằng 3. Như vậy là 7 cộng 6 bằng 13. Và 6 cộng 7 thì cũng bằng 13. 9 cộng 5. Các em chọn số lớn là 9 để các em nhẩm. 9 cộng với 1 thì bằng 10. Số 5 này các em bớt 1 cho 9 rồi thì còn lại là 4. Như vậy là 9 cộng 5 bằng 14. Và nhớ là 5 cộng 9 thì cũng bằng 14. Tiếp theo em sang bài tập số 2. Xem bảng cộng nêu các phép tính còn thiếu. Đầu tiên là các phép tính trong bảng cộng có tổng là 11.
Tiếp theo là các phép tính trong bảng cộng có tổng là 12. Các phép tính trong bảng cộng có tổng là 13. Thì các em quan sát trong bảng cộng xem những phép tính nào còn thiếu thì các em viết vào đây. Rồi đầu tiên là thầy giáo sẽ mở lại bảng cộng mà chúng ta vừa xây dựng xong. Sau đó là các em sẽ dùng bảng cộng này để các em làm bài tập số 2. Đầu tiên là các phép tính có tổng là 11. Các phép tính có tổng là 11 là các phép tính nằm trên đường thẳng thứ nhất. Đầu tiên là 9 cộng 2. Các em quan sát xem là phép tính 9 cộng 2 có chưa? Có rồi thì các em sẽ dùng bút chì các em đánh dấu M. Đánh dấu M đấy nha, để tí chúng ta còn xóa. Rồi 9 cộng 2 có rồi đúng không? 8 cộng 3 có chưa? 8 cộng 3 có rồi. 7 cộng 4 có chưa? 7 cộng 4 có chưa? 7 cộng 4 có rồi. 6 cộng 5 có chưa? 6 cộng 5. 6 cộng 5 có rồi. 5 cộng 6. 5 cộng 6 chưa có. Các em viết 5 cộng 6 vào đây. 4 cộng 7. 4 cộng 7 có rồi. 3 cộng 8. 3 cộng 8 có rồi. 2 cộng 9 chưa có. Các em viết 2 cộng 9 vào. Rồi các em đã biết cách làm chưa? Sau khi biết cách làm rồi thì các em sẽ bấm tạm dừng video và các em làm tiếp. Các phép tính có tổng bằng 12. Các phép tính có tổng bằng 12. Rồi các em bấm tạm dừng video để các em làm bài. Rồi đầu tiên là chúng ta xác định xem các phép tính có tổng là 12. Đó là các phép tính nằm trên đường thẳng thứ hai, đúng không? Các phép tính có tổng là 12 là các phép tính nằm trên đường thẳng thứ hai. Nằm trên đường thẳng thứ hai đầu tiên là 9 cộng 3. 9 cộng 3 có chưa? Em quan sát 9 cộng 3 có rồi, đúng không? 8 cộng 4. 8 cộng 4 có rồi. 7 cộng 5. 7 cộng 5 chưa có thì em viết vào một trong các ô còn thiếu. 6 cộng 6. 6 cộng 6 có rồi. 5 cộng 7. 5 cộng 7 chưa có, em viết vào. 4 cộng 8. 4 cộng 8 chưa có, em viết vào. 3 cộng 9. 3 cộng 9 có rồi. Tiếp theo là các phép tính có tổng bằng 13. Có tổng bằng 13. Đó chính là các phép tính nằm trên đường thẳng thứ 3. Đầu tiên là 9 cộng 4. Có rồi. 8 cộng 5. Chưa có. 7 cộng 6. Chưa có. 6 cộng 7. Có rồi. 5 cộng 8. Chưa có. 4 cộng 9. Chưa có. Tiếp theo các em sang các phép tính có tổng bằng 14. Các phép tính có tổng bằng 14 là các phép tính nằm trên đường thẳng thứ tư. Nằm trên đường thẳng thứ tư. Đầu tiên là 9 cộng 5. 9 cộng 5 có rồi. 8 cộng 6 chưa có. 7 cộng 7 chưa có. 6 cộng 8 chưa có. 5 cộng 9. 5 cộng 9 chưa có. Tiếp theo là các phép tính có tổng là 15. Các phép tính có tổng là 15 là các phép tính nằm trên đường thẳng thứ 5. 15 đây. Nằm trên đường thẳng thứ 5. Đầu tiên là 9 cộng 6. 9 cộng 6 chưa có. 8 cộng 7 chưa có. 7 cộng 8
Có rồi. 6 cộng 9 chưa có. Tiếp theo là các phép tính có tổng là 16, là các phép tính nằm trên đường thẳng thứ 6. 16 đây. Đầu tiên là 9 cộng 7. 9 cộng 7. Tiếp theo là 8 cộng 8. Và 7 cộng 9. Rồi tiếp theo em sang bài tập số 3. Vườn nhà Tùng có 7 cây na và 9 cây xoài. Hỏi vườn nhà Tùng có tất cả bao nhiêu cây na và cây xoài? Các em tìm phép tính và trả lời. 7 cây na và 9 cây xoài. Hỏi vườn nhà Tùng có tất cả bao nhiêu cây na và cây xoài? Tức là cả vườn thì đếm xem là có tất cả là bao nhiêu cây, cả na và xoài. 7 cây na thêm 9 cây xoài, tức là các em cộng thêm 9, các em đếm thêm 9 bằng bao nhiêu? Nhẩm thì các em chọn số lớn để các em nhẩm. Các em chọn số 9 đúng không? 9 cộng 1 bằng 10. Số 1 này được bớt ra từ số 7. 7 bớt đi 1 thì còn 6. Như vậy là 7 cộng 9 thì bằng 16. Trả lời, vườn nhà Tùng có tất cả là 16 cây na và cây xoài. Rồi, như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.